Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Lê Lết Đất Mỹ. Hiện tại nhóm mình đã lê lết đến Colorado. Chào cả nhà, đây là video thứ hai trong chuyến đi Colorado của Lê Lết Đất Mỹ. Nếu ai chưa xem video trước thì nhớ check description của video này để xem nhé. Trong video lần này, Cao sẽ dắt cả nhà đi tắm khoáng nóng ở Glenwood Hot Springs và ngắm rất nhiều cảnh đẹp trên đường đi qua Glenwood Canyon và các điểm nghỉ chân trên highway nhé. Trong khi nhóm Cao chuẩn bị đồ ăn sáng thì Cao tranh thủ giới thiệu đôi chút về khu làng Ski Resort ở Avon, nơi mà nhóm đã chọn để nghỉ ngơi trong chuyến đi lần này nha. Nép mình trong thung lũng sông Eagle cách thành phố Denver khoảng 108 dặm về phía Tây, Avon được xem là một điểm lý tưởng để bắt đầu những cuộc phiêu lưu như trượt tuyết, leo núi, chèo thuyền và nhiều hơn nữa. Mùa thu ở Avon thật đẹp khi thung lũng và các sườn núi bắt đầu chuyển màu. Ai đến đây có thể dạo quanh tản bộ và chụp hình ở các con đường và công viên ngập trong lá vàng. Nếu bạn đã bỏ lỡ cơ hội ngắm lá vàng ở đây thì cũng đừng vội buồn, vì mùa đông ở Avon lại càng cực kỳ sôi động khi du khách đổ về từ khắp nơi cho những chuyến đi trượt tuyết và trượt băng của họ. Hôm nay tụi mình sẽ đi tắm suối nước nóng. Đã không có quần áo đâu. Ở chuồng. Đi tắm mà mặc đồ. Đúng rồi, ở chuồng có ai nhìn đâu. Cái đầu này. Đấy, cái tội con chết. Tao đi cà đám để con ở nhà rồi. Chúng ta đã sẵn sàng đi suối nước nóng. Yeah. Nếu chúng ta đi từ Denver hoặc Avon đến với Glenwood Hot Springs thì chắc chắn chúng ta sẽ đi ngang qua Glenwood Canyon. Glenwood Canyon là một hẻm núi có phong cảnh cực kỳ đẹp, kéo dài 12,5 mile khoảng 20 km ở phía tây của Colorado. Các vách núi cao tới 1.300 feet khoảng 400 m trên sông Colorado. Đây là hẻm núi lớn nhất ở Bắc Colorado. Hẻm núi được nhiều người coi là một trong những địa điểm tự nhiên đẹp nhất trên hệ thống xa lộ liên tiểu bang của Mỹ. Cậu đẹp chưa kìa? Trời ơi! Oh man! Chết luôn! Thắng xe đây được không? Quá đẹp luôn! Trời ơi! Có cười á! Cái này đeo cai vô cho nó trượt trượt trượt. Cái này mà flycam bay á. Đi hướng về này nè. Hướng về đẹp hơn, thấy thác đẹp. Khi chúng ta đi ngang qua hẻm núi này sẽ có một số điểm dừng chân để chúng ta có thể nghỉ ngơi và ngắm cảnh. Tuy nhiên trong thời điểm Covid này thì những cái điểm dừng chân của nó đã bị đóng cửa, cho nên nhóm của Cao không thể xuống để chụp hình, quay phim hay bay flycam được. Cho nên là hy vọng khi mà mọi người đến đây thì mọi người sẽ có cơ hội dừng lại ở những địa điểm này. Vô nào, đi nào. Glenwood Hot Spring. Đó.
Mời các bạn vào hồ bơi. Glenwood Hot Springs Resort là nơi có hồ bơi suối nước nóng khoáng lớn nhất thế giới. Nước suối nóng lịch sử đã thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới kể từ năm 1888. Nguồn nước khoáng của Glenwood Hot Springs là suối Yamba, sản xuất hơn 3,5 triệu gallon nước mỗi ngày ở nhiệt độ 122 độ F, khoảng 50 độ C. Ngoài là hồ bơi khoáng lớn nhất thế giới, hồ bơi suối nước nóng Glenwood còn là một trong những hồ bơi nóng nhất Colorado. Trước khi nước vào hai hồ bơi của Glenwood Hot Springs, nó được làm mát xuống 104 độ F, khoảng 40 độ C đối với hồ bơi trị liệu, và nó còn được làm nguội hơn nữa đến nhiệt độ nước ấm trong khoảng 90-93 độ F, khoảng 33 độ C cho hồ bơi chính khổng lồ. Ngâm mình hay ngâm nước là một truyền thống chữa bệnh lâu đời và được khuyên dùng như một phương thuốc cho nhiều loại bệnh. Trên thực tế, các thành viên của bộ lạc du mục Ute là những người được biết đến sớm nhất ngâm mình trong các suối nước nóng chữa bệnh này. Và những nguồn nước nóng này vẫn được giữ nguyên tên ngôn ngữ gốc của người Ute là Yampa, có nghĩa là Big Medicine, tạm dịch là bài thuốc quan trọng. Vì những hình ảnh khá nhạy cảm tại hồ bơi cho nên Cao không thể công bố những hình ảnh mà nhóm của Cao tắm ở hồ bơi được. Mọi người hãy tự đến đây và khám phá hồ bơi suối nước nóng này nhé. Xuống nào. Hello. Má ông này á, ông đi một trip mà chắc chục cái nón á. Đổi nón nữa kìa. No name, rest area. Rest area tên là no name. Cho mấy bộ tấm hình này đẹp lắm. Vô đây. Xuống đây nè. Nó đỏ, nó vàng tùm lum luôn nè. Ồ, quyên cái cây vàng này đẹp lắm rồi Tường. Thấy không? Đẹp quá. Xuống đây đẹp lắm nè. Wow. Cái cây lá vàng này đẹp quá. Chắc là nó xuống nó sẽ thông với cái chỗ cái resort bên cạnh. Chắc vậy. Trời ơi, đẹp quá. Đẹp ha. Núi đẹp quá. Không mệt, đừng nói nữa mà nó nổ mệt lắm. Cái này nó, thấy không? Tấm này đẹp. Tấm này là cười tự nhiên luôn á. Sau khi tắm xuống nước nóng xong thì nhóm của Cao quyết định đi đến thị trấn Black Hawk, nơi có rất nhiều sòng bài, để thử vận may. Thì trên đường đi có rất là nhiều địa điểm với phong cảnh cực kỳ đẹp. Mọi người hãy cùng theo chân nhóm của Cao để tận hưởng những cảnh đẹp ở Colorado nhé. Chúng ta
đám mình đi tới đâu là ồn tới đó rồi nha. Ồn dễ sợ ồn luôn. Không ồn sợ người ta không biết. Casino Resort and Spa. Ồ, tức là cái khu này là cái khu casino không? Dạ, dạ, casino hết luôn. Mấy cái luôn à. Quá nè, đây nè. Đây. Các bé đã chuẩn bị đi đánh bài. Nhìn hớn hở chứ là thấy bài cái là hớn hở rồi. Như vậy là sau một ngày tắm nước nóng thư giãn và ngắm được rất nhiều cảnh đẹp trên đường đi, thì bây giờ nhóm của tụi Cao phải tập trung vào thử vận may đây. Cảm ơn mọi người đã xem video này, và nếu như mọi người chưa subscribe kênh Lê Lớ Đất Mỹ thì mọi người còn chần chờ gì nữa. Hãy bấm nút subscribe, nhấn chuông để theo dõi tiếp những video mới hơn, hấp dẫn hơn và vui hơn nha. Bye bye và hẹn gặp lại.